Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ môi du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe phần chia sẻ của bạn Hoàng Thị Lệ Hoài vừa nhận được visa du học Mỹ nóng hổi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cùng trò chuyện với Hoài để tìm hiểu là lý do tại sao Hoài lại chọn Mỹ để du học và quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của Hoài thì như thế nào nhé. À, chị chào Hoài. Dạ, chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Em tên Hoàng Thị Lê Hoài, em năm nay 24 tuổi và em ở Việt Nam thì em đã học xong cao đẳng rồi và đã đi làm 2 năm ngành kế toán. Em đến từ Cửa Lò, Nghệ An, sống là gần biển rồi. Sở thích cá nhân thì em thích nghe nhạc, thích xem phim, thỉnh thoảng thích theo thùa, nấu ăn cho gia đình nữa. Đảm đang lắm. Cho chị hỏi là cảm nhận của Hoài khi nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Em rất là vui bởi vì trước em thì khoảng tầm 10 người thì bị trượt hết. Nên đến lúc em thì em thấy rất là vui mừng khi nhận được visa. Ai là người mà mình sẽ thông báo với tin vui này đầu tiên? Là bố của em, bố mẹ, sau đến là chị Thảo, đến anh chị em của em. Em chọn Mỹ bởi vì Mỹ thì nền giáo dục của nó rất là phát triển ạ. Mà em thích Mỹ thì rất lâu rồi. Em học trường University of Houston ở bang Texas. Trường này là trường đại học lớn nhất của thành phố Houston, có bề dày kinh nghiệm giảng dạy, có rất là đông sinh viên quốc tế, cơ sở vật chất thì hiện đại, có rất nhiều ký túc xá. Bởi vì em ở ký túc xá nên em chọn như thế. Qua Mỹ thì đầu tiên sẽ em học tiếng Anh 1 năm, sau đó thì em học tiếp chuyên ngành kế toán. Cảm nhận có hỏi thế là sao cho các bạn như thế nào? Lúc đầu thì em thấy hơi mơ hồ bởi vì cách đây 2 năm em có tìm hiểu những cái công ty tốt về du học thì em có thấy toàn thấy kết quả là Tân Đại Dương. Thế nhưng mà đến tận năm nay thì có bạn của bố em ấy, cũng có con đi du học và giới thiệu cho công ty này. Thì bố em liên hệ với chị Thảo và được chị hướng dẫn hồ sơ rất là tận tình. Và lúc em đến đấy thì cũng bỡ ngỡ bởi vì em đi một mình. Em ở khách sạn thôi, nhưng mà qua đây thì em thấy công ty của mình rất là thân thiện, ai cũng thân thiện cả. Học với anh Khôi rất là thích, anh Khôi giảng dạy rất tận tình. Học với anh Bảo Anh thì làm cho em vững niềm tin hơn, tại vì lúc đầu em run quá. Xong rồi học với chị Thảo thì chị Thảo cũng giúp ích cho em rất là nhiều trong việc làm hồ sơ, học phỏng vấn. Hồ sơ của em thì tạ ơn Chúa tất cả đều rất tốt, tài chính của mẹ rất tốt và em học hành cũng ổn tại Việt Nam. Anh Khôi thì rất hay hỏi những câu hỏi hóc búa để giúp bọn em trả lời, nếu ai trả lời được thì sẽ được qua. Em cũng có trả lời được đôi câu ấy. Thì em thấy anh Khôi giảng dạy rất tận tình, sửa những chút nhỏ cho mình ấy. Em thấy rất tin tưởng. Bạn của bố em là có con đã từng làm du học ở công ty Tân Đại Dương ấy, đã đi được và giới thiệu cho em, cho bố em công ty này để làm cho em đi. Em giới thiệu là em đến từ Nghệ An. Dạ. Tại sao mình không chọn những công ty mà gần nhà để mình làm? Em thấy ở chỗ em thì em thấy không tin tưởng vào bất kỳ một công ty nào, bởi vì hầu như là họ chỉ làm cho cỏ và cả giấy tờ thì cũng đều tự mình lo liệu tất cả, và cả không có học phỏng vấn gì cả. Em thấy không tin tưởng. Dạ. Một lần nữa thì chị thay mặt công ty Tân Đại Dương là cảm ơn em đã đặt niềm tin ở công ty Tân Đại Dương ha. Dạ. Vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Hoài chia sẻ về quá trình làm hồ sơ xin visa du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.